Cá hai xuống lượt luôn quý vị. Cái phía bên đây là của người cha, bên đây là người vợ nè quý vị, phía sau đó là của người con, để trên đó gác sẵn như vậy đó quý vị, rồi đúng giờ rồi mới rút cây là xuống một lượt luôn. Kính thưa tất cả quý vị, thì lúc tan gia bối gối thì gia đình có nghĩa là nhóm anh em tới đây cũng như là chia sẻ, mỗi một người kể dùm một câu, cho nên là quý vị có thể là khó hiểu, Thuận xin chia sẻ hỗ trợ cho gia đình. Trước kia là gia đình tổng cộng là 6 người đó. Cái ngôi mộ bên đây là của người cha, có nghĩa là người cha mất là khoảng 1 năm, 3 người ra đi thì gia đình này sẽ còn lại là 2 người, 2 người con trai cũng đã có vợ rồi. Thì Thuận tìm hiểu là cũng người nào cũng là khó khăn quý vị. Gia đình này vậy, gia đình con cái làm thầy giáo, cho nên là gia đình sống bà con đây ai rất là yêu, cũng yêu mến hết. Nhưng mà tuy nhiên thì gia đình này thì cũng không có khá giả giống như mọi người quý vị, nhưng mà sống rất là có tình có nghĩa, cho nên nhóm anh em cũng tới đây hết mình. Thì hôm nay thì Thuận chia sẻ là trong nhà có 2 cái quan tài mà qua đời tới 3 người, phần còn lại một người là 3 tuổi nữa quý vị. 3 tuổi thì cái người chồng sau đang làm cái mai táng cái phía bên của cái cháu mà của chồng sau đó quý vị, cho nên là thì sự cố xảy ra là 3 người, một người vợ với 2 người con này đi sang để sang nhà của người chồng á, rồi trên đường về thì xảy ra cái tai nạn là ba mẹ con là ra đi là coi như là bị tai nạn giao thông quý vị, chứ không có bệnh hoạn gì hết. Rồi sở dĩ thì Thuận thấy rất là tội nghiệp là cái người con đó là cái người thầy giáo đó quý vị, thì người thầy giáo là lần đầu tiên gặp mặt của cha dượng mình phải không chị? Lần đầu tiên qua gặp mặt, rồi gặp mặt xong rồi về bị tai nạn vậy đó quý vị, là cái người thầy giáo. Còn là ba mẹ con đi chung phải không? Ba mẹ con đi chung, ba mẹ con đi chung một chiếc xe Honda, rồi chạy va chạm với cái xe khách phải không? Dạ. Hai xe chạy ngược chiều. Dạ quý vị, hai xe chạy ngược chiều thì va chạm, thì cái xe Honda thì bị tai nạn như thế này đó quý vị. Ở đây thì hai cái quan tài chút xíu nữa thì sẽ hạ ngoài xuống để đưa tiễn đó. Thì còn cái ngôi nhà này thì Thuận không biết là sau này không biết có ai có ở hay không, tại vì còn lại 2 người con trai đã có vợ rồi. 2 người con trai giờ làm gì chị? Thằng Út thì nó mặn ở nhà trọ, mặn mướn cho tay ở nhà trọ. Dạ. Còn trai lớn cũng khờ lắm. Nó có khờ. Một người khờ phải không? Trai lớn khờ, cũng mới vợ mà không có cưới, đưa ghế xuống vậy đó, nhưng làm nó cưới vậy nhưng không có tiền. Dạ. Cũng khờ lắm, này kia ở nó ở đây cũng đốt nhang cho cha nó đó. Dạ. Tới lui đốt nhang cho cha nó. Cũng như là dạng hơ vậy đó. Không có thông minh bằng mọi không, người không. Ha. Dạ. Khờ lắm, tội nghiệp lắm, cũng hiền lắm. Đi mà mướn ai mướn gì mặn ấy vậy đó. Ai em đó làm mướn hả? Thờ mà con đi làm mướn được. Làm mướn được, đi chở đồ này kia đó. Nó không lanh lợi bằng người khác ha. Dạ. Như dạng khờ chứ không phải khùng, cũng như khờ nó thiệt tình này kia vậy đó.
Còn lại cái người anh cả thì đi cũng khổ mà đi ở ghế, đúng không? Ở ghế không có em út, cũng như đốt nhang đây là anh cả. Dạ. Cờ đó. À. Còn em út mới mần mướn ở nhà trọ. À, người em út mần mướn ở nhà trọ. Dạ. Chôn hồi nữa là chôn sát bên luôn quý vị, chôn sát một bên nhà luôn. Đất đó của ông bà đó xin đó, không biết xin bởi vì tới sáng mới biết đó. À, cái phần đất này là xin của ông bà để chôn chứ không phải là đất của nhà hả? Dạ, chỉ dạ. Có nhà không à, có nhà không à, dạ. Ông Châu này kia rồi tiền vô này kia rồi. Đất nhà mấy chục triệu rồi. Vậy là gia đình không có đất quý vị, đất này là đất không không có cái chỗ chôn này là xin lại của ông bà lại. Dạ. Rồi thông tin Thận mới vừa được biết là cái cháu 3 tuổi thì làm đám tang ở bên phía bên chồng thì chôn rồi hả chị? Chôn rồi 12 giờ phía bữa phía mùng 1. Là 12 giờ. Ủa là chôn liền luôn hả? 12 giờ phía 0 giờ. Dạ là cái mụn một đó là bị xảy ra tai nạn. Dạ. Rồi qua đời rồi chôn ban đêm luôn. Dạ chôn đêm luôn 12 giờ phía. À. Dạ, 0 giờ đó. Chắc là do cháu nhỏ tuổi thôi. Mới 3 tuổi phải không? 3 tuổi mà như nó cao ốp cao rồi cái cho ta cho hàng từ thiện cái hàng bự luôn, hàng người lớn luôn. Vậy hả? Là dạ. Cái cháu đó là cháu trai hay cháu gái? Trai. Dạ. Cháu trai rồi. Như có này cũng như 4 tuổi rồi. Dạ. 4 tuổi rồi, dạ. Nhỏ con của chồng đó là vừa lên 4 tuổi luôn đó, vừa dạ. Đủ 4 tuổi. Là mùng 1 là lên 4 tuổi luôn. Dạ. Vừa qua 4 tuổi. Cái phía bên người con mà 3 tuổi đó, cái lễ mai táng bên đó đó quý vị là ở Sóc Trăng. Sóc Trăng hả chị? Dạ. Địa điểm ở đây là xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Ở đây mình ấp gì chị? Ấp Tích Khánh, xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Ở đây đúng không? Ở đây. Chết 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 đảng này chết chưa? Đến một lượt hai cái luôn quý vị. Dạ, dạ. Mẹ à, ốp à, hình kim thành anh đó. Cái đường đó hẹp nha. Dưỡng ở ông mẹ. Cái người này là người con. Vợ đó. Ba anh em thằng nào được trai chứ thằng nào cũng được. Cái phía bên đây là của người cha, bên đây là người vợ nè quý vị, phía sau đó là của người con, là của người con là làm thầy giáo đó quý vị. Đây giờ thì để trên đó gác sẵn như vậy đó quý vị, rồi đúng giờ rồi mấy rút cây là xuống một lượt luôn. Là mùng 3 Tết quý vị.
thành anh mẹ luôn. Bây giờ là 9:05 mùng 3 Tết quý vị, 9:05. Thank you.
hai xuống lượt luôn quý vị. Cứ ngồi chỗ nghe, ngồi dính ra hình đi nha. Rồi, về trước đi. Rồi, đắp lên là. Rồi, về con. Đắp đắp phần thổ đâu. Con đứng chịch bên con để chú đi dẫn. Đây là gia đình không? Rồi cô tránh đi qua. Cái thao đậu ở đây, đây chú nào đây mô Phật chú nào đi theo tôi gãy vòng vòng đậu theo nè, cưng cứ ngồi chỗ bài nha, cầm cầm dưới đậu nha, không không gì được thầy, nhiều ít gì không thầy, không cứ gãy hết khoan khoan để tôi đi đi theo này, ai gãy cũng được chứ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Phật. Nam mô Bồ Tát Tiếp Dẫn Hương Linh A Di Đà Phật. Nam mô Bồ Tát Tiếp Dẫn Hương Linh A Di Đà Phật. Nam mô Bồ Tát Tiếp Dẫn Hương Linh A Di Đà Phật. Nhắc lại hết rồi thầy. Nam mô Bồ Tát Tiếp Dẫn Hương Linh A Di Đà Phật. Nam mô Bồ Tát Tiếp Dẫn Hương Linh A Di Đà Phật. Nam mô Bồ Tát Tiếp Dẫn Hương Linh A Di Đà Phật. Nam mô dạ. Bồ Tát Tiếp Dẫn Hương Linh A Di Đà Phật. Nam mô Bồ Tát Tiếp Dẫn Hương Linh A Di Đà Phật. Cô ơi cô tối cô gọi lại đi, con giờ con đang quay phim cô ha. Nam dạ. Mô Bồ Tát Tiếp Dẫn Hương Linh A Di Đà Phật. Nam mô Bồ Tát Tiếp Dẫn Hương Linh A Di Đà Phật. Nam mô Bồ Tát Tiếp Dẫn Hương Linh A Di Đà Phật. Hai anh em bên trong vẫn còn làm cái đọc kinh đó quý vị. Thì bây giờ Thuận sẽ gửi gắm lại cũng là cho người nhà. Đây là cô thứ hai. Cô thứ hai. Rồi bây giờ thì Thuận xin được phép trao tiền ra mùng 3 rồi. Thuận sẽ trao tiền luôn chút xíu thì người nhà sẽ làm việc sau. Cảm ơn mạnh. Rồi hôm nay Thuận nhận được tiền là của chị Bích Phượng ủng hộ là 200.000, em Thảo ủng hộ là 200.000. Cảm ơn. Em Phạm Thị cảm Diễm ủng hộ là 200.000. Tổng cộng là 600.000. Rồi do Thuận thấy gia đình thấy tội nghiệp quá đi cho nên là cảm hiện tại bây giờ thì do Thuận mới vừa đăng clip đây thôi nên là chỉ có nhận được bao nhiêu thôi, nếu mà Thuận nhận nữa thì Thuận sẽ tới gia đình cảm nữa. Thuận xin được phép chia sẻ tình yêu thương là từ gia đình Thuận thêm 400 nữa là làm tròn cho được 1 triệu luôn. Cảm ơn.
Rồi nhờ chị chút xíu nữa thì chị làm việc với khi mà làm được làm lễ xong á, nhờ chị gửi lại giùm ha. Rồi em gửi chị ha. Rồi. Rồi bây giờ thì em cũng nhờ chị chuyển lại trước khi em về cũng chia buồn cùng gia đình. Dạ. Rồi Thuận cũng tiếp lời với gia đình xin gửi lời chân thành cảm ơn quý mạnh thường quân rất là nhiều. Bây giờ trao qua chị Sáu nhận cái số tiền này đặng để nữa làm đám cho chị hai. Có nghĩa là với già hai đứa cháu. Mình có thể mình làm màu mã cũng thêm màu mã. Dạ. Cho chị hai với già đứa cháu. Dạ rồi, dạ rồi. Rồi kính thưa tất cả quý cô chú anh chị, quý mạnh thường quân và quý khán giả. Ngay bây giờ thì chắc có lẽ là trước khi khép video lại một lần nữa, Thuận xin gửi lời chân thành cảm ơn quý mạnh thường quân rất là nhiều. Có cái điều này Thuận cũng muốn chia sẻ lại tất cả quý vị khán giả, mình nên đi đứng cẩn thận lại, đừng có đi mà phóng nhanh vượt ẩu mà xảy ra giống như thế này thì mọi người ai cũng đau lòng hết. Thuận có đôi lời gửi gắm tới quý vị khán giả, năm mới cũng xin kính chúc tất cả quý cô chú anh chị, quý vị khán giả một năm mới an khang và thịnh vượng. Bây giờ là chắc có lẽ là Thuận cũng sẽ về ăn Tết với mọi người. Thuận xin được phép hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong clip tiếp theo.